Có 3 loại thu nhập dành cho nhà phân phối Amway là lợi nhuận bán lẻ, hoa hồng cơ bản và tiền thưởng đặc biệt. Video này tập trung vào tiền thưởng bán hàng cá nhân CSI. Đây là một trong những loại tiền thưởng thuộc kế hoạch trả thưởng đặc biệt Core Plus. Với tiền thưởng bán hàng cá nhân, bạn có thể đạt được thu nhập lên đến 10% trên doanh số từ khách hàng đủ điều kiện cho đến khi bạn đạt mức hoa hồng thành tích 12%. Từ mức hoa hồng thành tích 12% trở lên, bạn có thể nhận được thu nhập nhiều hơn từ hoa hồng thành tích. Thật tuyệt vời khi có thêm thu nhập từ việc bán sản phẩm. Vậy làm sao để bạn đạt được tiền thưởng này? Đầu tiên, bạn cần đạt mức hoa hồng thành tích từ 9% trở xuống trong tháng và có doanh số đến từ khách hàng đủ điều kiện. Doanh số đến từ khách hàng đủ điều kiện được xác định dựa trên các điều kiện mà từng thị trường quy định cho tiền thưởng bán hàng cá nhân. Để tính được tiền thưởng này, hãy bắt đầu với giá trị điểm nhóm của bạn. Giá trị điểm này sẽ xác định mức phần trăm hoa hồng thành tích trong tháng. Tiếp theo, hãy lấy 10% trừ đi mức phần trăm hoa hồng thành tích của bạn để ra hệ số tính thưởng. Sau đó, nhân hệ số tính thưởng với tổng doanh số đến từ khách hàng đủ điều kiện trong tháng. Như vậy, bạn đã tính ra tiền thưởng bán hàng cá nhân của bạn. Với tiền thưởng bán hàng cá nhân, bạn có thể đạt được thu nhập lên đến 10% trên doanh số từ khách hàng đủ điều kiện cho đến khi bạn đạt mức hoa hồng thành tích 12%. Từ mức hoa hồng thành tích 12% trở lên, bạn có thể nhận được thu nhập nhiều hơn từ hoa hồng thành tích. Đây là bước đầu tiên để tăng thu nhập từ kế hoạch trả thưởng đặc biệt Core Plus. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo các tài liệu từ Amway và trao đổi với tuyến trên của bạn.